Hôm nay Giang sẽ chỉ quý vị về cách xử lý ốc bị mòn vỏ mà không tốn một xu cắt bạc nào hết trơn nha quý vị. Thì quý vị xem, đây là cái bể ốc của mình hơn một tháng rồi. Đó. Đó, thấy ngọc ốc này là hiện tại giờ là 10 giờ đó, ốc này đang kiếm ăn, nó bò kiếm ăn, thấy rất tốt luôn. Nó đang kiếm ăn. Đó. Thì con ốc này cỡ khoảng hơn 10 bữa trước mình đao phần á, đây mình vớt cho quý vị coi nè. Đa phần là hình như 10 hai ba chục con vớt lên đều bị mòn vỏ hết. Đây. Con là con thấy không? Cận cho bà con thấy nè, nó bị mòn vỏ nè. Đó. Còn dốc. Là hình như là đa phần là bị mòn vỏ hết trơn nha bà con. Đó. Rồi nhưng mà sao mấy con số một số ốc này nó bị lìa, nó liền lại rồi, nó đẹp vỏ bóng lại rồi nè. Đó bà con thấy ha. Thì bây giờ á, tại con ốc mà nó bị mòn vỏ là lý do là con ốc nó bị thiếu chất đó bà con. Thì thiếu chất trong đây á, thường mình làm này bằng hồ xi măng hoặc là bể quạt thì mình không có để đất vô cho nên nó rất thiếu chất. Thì thiếu chất là một trong những nguyên do mà con ốc nó bị mòn vỏ. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho bà con cái cách để xử lý con ốc mà hết bị mòn vỏ mà không tốn một xu nào hết. Thì nó rất dễ bà con ơi. Thì trong quá trình đó là mình xử lý cái này thì bà con nên thấy không, cái bể xi măng này thì khúc đầu đằng kia mình đã xử lý một cái gỗ mình bỏ đất vô rồi. Bên đây hai góc, bên đây hai góc, bên đây mình vẫn nè bà con thấy ha. Đó, mình bỏ đất vô, lấy gỗ bỏ đất vô. Thì trong đất này là có những cái chất mà con ốc nó rất cần. Thì khi mà mình bỏ vô như vậy, mình làm khoảng 3 gốc đến 4 gốc thì con ốc của mình nó sẽ không có bị là mòn vỏ nữa. Nó cung cấp đủ chất, nó từ từ nó sẽ bớt đi sự mòn vỏ. Và thứ hai là trong quá trình mà mình cho ăn đó bà con, lâu lâu và cho bà con cho ăn kèm cái vitamin C như là lúc đầu mình đã nói đó. Thì cái vitamin C này nó rất quan trọng, nhưng mà bà con mua cái loại mà cung cấp mà các loại vitamin cho con ốc ăn thì ăn dặm bổ sung vô từng 10 bữa cho ăn một lần là con ốc nó mau hết bị mòn vỏ nha bà con. Thì cái này á thì cũng nói với bà con á, thì đất là quan trọng lắm. Khi mình bỏ đất vô mình làm như vậy rồi thì tới nửa giai đoạn tới mà ốc lớn nó đẻ đó, mình cũng sẽ tạo cho nó một cái môi trường thuận lợi và riêng tự nhiên để cho nó đẻ. Thì tới mà lúc mà con ốc đẻ đó mình sẽ làm thêm và mình sẽ hướng dẫn cho bà con coi là cái quy trình ốc đẻ sao mà cho ốc bố mẹ không bị hao hụt cho khi mà đẻ xong đó. Còn mà về hiện tại bây giờ bà con nên là bỏ 3 đến 4 gốc là làm gỗ đất như thế này thì nó sẽ bổ sung chất cho con ốc, sẽ con ốc nó tự động nó sẽ hết mòn vỏ rồi, không hoàn cần phải tốn một cái thuốc hay gì hết trơn nha bà con, không tốn một xu nào hết. Rồi đó bà con thấy cái bể ốc mình không, nó đang đi kiếm ăn đó, rất tốt. Thì mình cho ăn lá mồng tơi, bèo, dâu, mướp, nó ăn rất nhiều. Bữa nay bể ốc của mình nó đang là thiếu thức ăn này nè bà con, thấy năng sơ cỡ chứ đúng không. Đó, những con ốc này là những con ốc đi kiếm ăn nè, đó nó đang thiếu nè. Đó, ở đây mình cũng bổ sung thêm bèo cám cho nó, lá khoai mì. Đó, bây giờ thiếu thức ăn nhiều lắm, mình phải bổ sung cho nó. Rồi con nên nhớ á, là tốt mình cũng thê cho ăn đó, lâu lâu mình kèm vitamin C mua vô cho nó ăn thì nó cung cấp đủ chất hơn cho con ốc nó. Thứ nhất vừa mau lớn, thứ hai nữa là tăng sức đề kháng cho con ốc nó vượt qua cái thời tiết mà mưa bão này nha bà con. Đó, bà con thấy không, con ốc đó, nó giờ này là đi kiếm ăn đó. Đó, ốc mà thì thức ăn mà không đủ là đi bò đi kiếm giáp dòng hồ vậy đó. Ốc của mình bữa nay hơn một tháng rồi nha bà con, ốc tương đối lớn rất nhanh luôn. Đó, thì ở đây mình chia sẻ cho bà con như vậy. Thì qua đây quý vị mà nói chung là không phải lúc nào mình cũng xài thuốc nha bà con.
hạn chế mình xài thuốc, tại vì mình cái gì muốn xài thuốc thì cái lợi nhuận của mình nó không có, thậm chí mà thà xài nhiều mà không đúng đó, thì nó cũng gây tình trạng bị sốc thuốc cũng chết, nghe hao hụt nghe bà con. Thì đó, hôm nay mình giải thích cho bà con cái tình trạng mà con ốc bị mòn vỏ, mà chỉ cho bà con cách xử lý một cách rất là đơn giản và hiệu quả, không có tốn một xu cắt bạc nào hết đó. Thì sau đây thì mình clip mình cũng xin kết thúc. Thì đợt để ốc lớn hơn tí rồi mình sẽ tới ốc bố mẹ đó, thì mình sẽ tiếp tục lấy dựa trên những cái gỗ đất này mình sẽ làm cho bà con coi cách mà làm sao cho ốc bố bố mẹ đẻ mà không bị mất sức và không bị hao hụt cho nghe bà con. Rồi thì bà con thấy hay cho mình xin một like và một subscribe nha bà con. Xin kính chào quý vị.